Trực xin chào tất cả các quý anh chị đã theo dõi kênh YouTube Nha Trang Nhà Đất Khánh Hòa. Hôm nay em Trực sẽ review một lô đất trong trung tâm thành phố, cách biển chỉ hơn 2 cây, thuộc phường Phước Long, thành phố Nha Trang. Đây là lô đất phía sau em đây. Ngay sau bờ tường. Dạ vâng, bây giờ là toàn bộ hình ảnh lô đất là phường Phước Long, thành phố Nha Trang. Để thì như quý anh chị thấy đây, lô đất mình có tổng diện tích là 86,8 m, ngang 5m1, là cái ranh giới của nó là từ cái bờ tường bên này mình đi ngang với tới bờ tường là sát ngôi nhà là 5m1, trải dài phía sau. Hiện tại là lô đất là để không nên nhà sớm họ đang trồng rau. Thì lô đất mình có 60 mét đất ở đô thị. Vị trí lô đất của mình là thuộc địa chỉ là số 7-2 Tân Phước, phường Phước Long, thành phố Nha Trang. Thì hiện tại thì nếu quý chị nhìn trên Google Maps thì mình đi theo cái đường chế Lan Viên, thì từ hẻm chế Lan Viên mình đi vào thì cái hiện trạng lô đất mình là con đường hiện trạng là rộng 5m, ô tô mình đi được. Đây nếu quý chị ở đây là hiện tại là cả 2 chiếc ô tô dựng ở đây, chiếc ô tô dựng trước đất. Đây con đường này, con đường mình đi vào, em sẽ đi ra một đoạn để quay hết con đường mình đi vào. Lô đất mình thì nằm trong khu dân cư luôn. Đây, ở đây là cái hẻm chế Lan Viên, hẻm đường ô tô nha quý anh chị. Ô tô mình đi được hết. Đường nó rộng, quý vị thấy không, rất là rộng. Chẳng qua là hàng xóm họ tận dụng cái con đường này, chưa ai ở mà xây để ô tô. Bên cạnh lô đất mình thì coi là cái gì, như là giống như một cái nhà thờ họ gì á. Đi không cũng không sao, lại xung quanh dân hết rồi, điện nước thì có sẵn rồi. Và giá bán cho lô đất của mình là 29 triệu một mét vuông, có bất lợi phải 3 xem tên. Thì từ vị trí lô đất của mình đi theo con đường này, từ hướng chỗ đây của em thì mình ra được đường chế Lân Viên. Thì cách đường chế Lân Viên nó rất là gần, quý anh chị nhìn trên Google Maps mình dùng cách đo thì rất là rõ. Thì cách đường chế Lân Viên đâu chỉ là hơn 60 mét thôi, và cách đường Phước Long là khoảng là hơn 270 m. Thì từ chỗ đường Phước Long á, mình đi tới bệnh viện Tâm Trí là nó gần hơn rất là nhiều, là khoảng là hơn 700 m. Và nếu mình để bên tay trái thì mình tới được là khu đô thị An Bình Tâm và khu đô thị Phước Long An, thì tầm đâu đó là khoảng là hơn 2 cây. Lô đất mình lô đất mình thì đi xuống biển được, tới được Trần Phú là khoảng hơn 2 cây thôi, rất là gần, nó đi bộ đâu đó mất 10 phút. Đất mình thì ngay cái chợ Bình Tân luôn, cách chợ Bình Tân đâu là chưa đến 700 m, rất là gần. Một lô đất là ngay biển mà để ở, để mình đi biển thì rất là tuyệt vời.
Dạ thì lô đất mình thì hướng chính nam, mát mẻ. Xung quanh lô đất thì tiện ích đầy đủ, cách trường tiểu học Võ Thị Sáu thì cũng chỉ là hơn 500 mét thôi. Quý chị tiêu là hướng này mình rẽ tới đường Phước Long, trong ngã tư thì mình đi thẳng xuống được bệnh viện Tâm Trí, hoặc là mình rẽ bên tay trái để tới trường tiểu học ở Võ Thị Sáu. Xung quanh đây như quý chị thấy là nhà cổ để có hết rồi, nên lúc mà yên tâm về diện và quy hoạch. Còn đây như là em nói là nhà thờ họ của cô nhà sống của bên này đó. Dạ, đường ô tô mình đi rộng rãi thoáng mát luôn. Vậy thì nãy giờ em cũng đã review xong lô đất thuộc phường Phước Long, thành phố Nha Trang với giá bán là 29 triệu một mét vuông, có mức lọc phải bao sang tên. Thì hiện tại quý anh chị có nhu cầu là bất động sản là gần biển thì có thể liên hệ em sau khi xem clip này, số điện thoại là bên góc phải màn hình. Em trực xin chân thành cảm ơn.